cưa thấy ổn không? Ổn luôn nè, ngon rồi, ok, mà giá cực kỳ mềm luôn. Nếu mà hôm ngày hôm nay em mua để em giá tốt luôn. Anh để đây nè. Rồi, ăn cưa đi. Sao mà nó cũng rứt ra gì mà nó không nhả cho nhớt. nửa tiếng rồi đó. Ủa hai anh em là thay phiên nhau xài luôn hả? Đúng rồi, đổi nhau xài. Rồi hai anh em cho ý kiến cái con này với con này có ngang ngang không? Rồi anh này trước đi. Con thích thì mới, cái này thì nó ngon. Ừ, ngon quá, ok quá. Cưa thấy ổn không? Ổn luôn nè, ngon. Ngon quá, ok, mà giá cực kỳ mềm luôn. Nếu mà hôm ngày hôm nay em mua để em giá tốt luôn. Cái gì kia em? Con hay con? Nói chung là bây giờ là tình hình là kinh tế là khó khăn mà. Nếu cái con này công anh em thấy là nó mạnh, là công suất ngang ngửa, thấy không? Đó là anh em có thể liên hệ mình nha. Hiện tại giá cũng đang rất là tốt để cho anh em xài. Thì cái con này mình nghĩ chắc là anh em cưa chừng lô 2 lô là lấy là vốn rồi. Con này nhiêu ký? Con y hệt luôn. À, 7kg bằng nhau hết. Con 72 là con 382. Là nãy anh em cưa là thấy nó cũng ngang ngửa ha. Ngang ngửa. Mãi mình cưa nhiều không? Cứ là ngang ngửa là sao là bén không? Cái độ thì nó công sức thì nó dòm thấy nó ngoan nữa. Em thì em cưa lâu hơn đó. À lâu hơn. Bởi em mới kêu đổ qua em thử á. À thử à. Cảm giác sao? Rung không? Thấy rung nhiều không? Nó này đâu có rung gì đâu. Tại mình ăn thua mình vũa cưa nó bén nó ngọt thôi rồi chứ đâu có thấy đâu. Cái này nó mạnh mà. Mới nữa nó mạnh. Hiện tại cái con 72 này là công suất ngang với con 382 đó. Là cũng là cái dòng máy mạnh nhất mà mình bút cô. Cái 382 của em là cái đó là lâu rồi. À. Okay. Thì đó thì nếu mà anh em muốn có nhu cầu mà đổi máy nè hay là mình cần con máy mới để mà nghĩa là trong cái tình hình kinh tế mà đang khó khăn vậy thì anh em có thể liên hệ mình nha. Mấy ngày tôi nó mua là bớt cái nó mua đó, mà đó mấy ngày em xuống là nó mua bây giờ sao? Xuống đây là lễ giảm giá, siêu giảm giá cho mấy anh em luôn. Thì có máy mua có bán gì đó là liên hệ cho anh em tâm á. À ok, biết anh em tâm là anh tâm mua là anh đúng rồi, để mấy anh em dùng thử cảm giác nó làm sao. Còn bảo hành là bảo hành 6 tháng luôn nha, có bảo hành đầy đủ cho anh em luôn. Rồi ok, vậy bây giờ mình cưa thử cái này đi. Không mà sáng tạo chứ. Cái này hiệu quả hơn nè. Thế nó dặn ra cho hoài. Đúng rồi. Không có lý nha, im nha. Rồi, gì xong rồi đó. Quá dữ. Che cái là che cái coi. Trời la 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 cái này. Ơ dữ quá dữ. Có cái nắm thời khó xài các bạn. Đây là cái vũa bút cô nha, màu tím nha. Cán cầm rất là dài, rất là chuẩn luôn. Và muốn bút chuẩn hay không thì theo mình nha. Rồi qua đây. Anh Cường ơi. Anh xài vũa bút cô. Vũa này hồi từ đưa cho anh Tâm tới giờ đó. Đó, cũng xài trước giờ luôn đúng không? Rồi, ngon không? Ngon không? Ngon rồi, cho anh vũa coi. Vũa sao mà ngon ta, biết sao ngon ta. Vũa nó xài nó được lâu. À, lâu hả? Được củi, này được mấy. À ok, là mấy sợi ta? Được mấy sợi không? Được mấy sợi. Ừ, ok. Rồi, bây giờ mình qua bên anh Đen nha. Đen đang sử dụng cái máy 72S, làm xích của hãng nào vậy anh Đen? Anh Đen làm xích hãng nào vậy? Anh em không có ngại không nói. Không, cái vũa ok không? Đẹp quá. Đi không? Đi liền không? Bén, vũa cái đi liền hả? Mà cái vũa này mình xài lâu chưa? Không, ý là cái vũa cô mình mấy bữa trước đây mình xài vũa cô, vũa gì? À, vũa cô luôn phải không? Ok. Hiện tại thì các đội cưa Tây Ninh đang sử dụng vũ cô rất là êm. Bền hả? Ha, bền bén, vũ rất là ngọt nha. Anh em cần thì cứ liên hệ mình.
bây giờ cắt ra đi cho nó phẳng mặt bằng ra đi, cái phải cân nước lên. Đây, đo đo đã, đo đã. Rồi. Em coi chưa? Rồi giờ em đổ nè, giờ cái chai nước Rinon của nước nè. Anh để đây nè. Rồi, ăn cưa không sao mà nó cũng nứt ra gì mà nó không ngã cho nhớ. Rồi rồi rồi. Được không? Rồi. Nước ngã là ăn đó. Chấp nhận. Đó đâu, chấp nhận không? Chấp nhận. Chấp nhận đúng không? Bây giờ gì nè, cái chai nước Rinon được của nước nè. Cái lại pha là 150 nè. Rồi bây giờ em đổ anh là để chai nước nó nghiêng nè. Rồi. Anh rồi. Cắt cái góc sao đó mà nó không ngã cho nhớ. Được không? Rồi chấp nhận. Chấp nhận không? Rồi. Rồi. Chấp nhận. Chấp nhận. Rồi chấp nhận đúng không? Đây cái đó. Vô tay. Vô tay đi. Rồi ok đúng không? Được đúng okay, không? Ok. Rồi ok. Dòng sách Bocco phiên bản châu Âu là dòng sách được sản xuất và cải tiến dựa trên tiêu chuẩn châu Âu. Đây là dòng sách Bocco hoàn toàn mới, có nhiên liệu được nhập khẩu 100% từ châu Âu. Siêu bền, siêu bén, siêu chất lượng, đã ra mắt vào dịp cuối năm nay với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn và đặc biệt là có miễn phí ship cho anh em lần đầu tiên sử dụng nữa nha. Chất liệu thép cao cấp theo tiêu chuẩn châu Âu, chân xích có màu đen được tôi luyện ở nhiệt độ hơn 1000 độ C cho ra chất thép vô cùng chất lượng, đảm bảo đáp ứng được công việc cưa khai thác chuyên nghiệp của các anh em thợ cưa tại Việt Nam. Xích Bocco tiêu chuẩn châu Âu với lợi xích sắc bén, chịu được nhiệt độ cao, sử dụng bền bỉ ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt nhất như cưa đinh, đất, đá. Đây là dòng xích phổ biến được sử dụng bởi các thợ cưa chuyên nghiệp tại châu Âu cũng như là các thợ cưa chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam. Hiện tại bên em đang có chương trình siêu 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 khủng lên đến 30%. Anh em còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ đặt hàng ngay để được giá ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Free ship cho anh em lần đầu tiên sử dụng dù chỉ một sợi xích Bocco. Khi mua từ 2 sợi xích, anh em sẽ được tặng thêm một cái dụng Bocco cao cấp. Khi mua từ 4 sợi xích trở lên, sẽ được áp dụng giảm giá và được tặng thêm dụng Bocco cao cấp cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. Nhanh tay đặt hàng ngay, số lượng có hạn, mua càng nhiều quà càng khủng.